Không biết là có còn giật lag gì hay không. Nếu như còn giật lag thì mọi người hãy cứ chat lên cái chat room để mọi người biết. Vâng, quay trở lại trận đấu, đây là trận đấu thứ hai, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía của Hồng Anh và Sài Gòn. Hôm nay Tài Còi trận đấu này được cầm hai quân khá tuyển, rất tuyển ở trong map lạ, đó là Hippy và Persian. Cung tuyển và chém tuyển trong cái đó thì đây là Roman đến từ U97. Lớp 1 là người cầm Per. Vậy là Per cân Per và Roman cân hit ở map lạ. Một trận đấu hoàn toàn cân, nhưng quân của bên phía đội tuyển Thái Bình thì nó dễ đánh hơn một chút. Một cung một chém, cung bên này thì là hai chém. Chúng ta sẽ cùng theo dõi máy Persian đến từ lớp 1 để xem liệu có phải là một Per đột biến hay không. Vâng, Per mà nghiền map này xác định luôn. Bài rất kín đến từ lớp 1, các bạn có thể thấy. Đây rồi, con voi, chỉ là một con. Đẹp. Quả phụ đã thấy ngay, chưa thấy yêu đồng. Yêu đồng thì đang ở khu vực bãi đá. Mới chỉ là một con voi thôi, chưa thấy thêm những con động vật. Mà một thì là một trong những game thủ rất yêu thương động vật đây rồi. Như vậy là bầy hươu và thêm một con voi nữa ở đây. Một bầy hươu nhỏ vẫn còn nằm ở trong bóng đen, nhưng theo tôi dự đoán thì đây là bầy hươu nhỏ, chắc chỉ khoảng 4-5 con nữa là cùng. Con voi thứ hai đã về tới nhà chính rồi và chiếc vé đầu cũng đã được thiết kế. Bây giờ tiếng thì cũng đã ok chưa? Mười tám trên 20. Đây là bầy hươu đầu. Vâng, như vậy là bầy hươu bốn. Bốn hươu đôi voi và bãi quả phụ. Là một bài gọi là vừa khít, một bài đủ lực. Và lên đời 3 thì game thủ lớp 1 chắc chắn sẽ phải quay ruộng. Quấn ruộng. Quấn ruộng quanh nhà chính của mình. Hai mươi hai trên 24. Các bạn có thể thấy chỉ cần với đôi voi về nhà chính thôi thì cái việc ép đời nó rất là dễ. Nó cứ có đồ về thôi. Nó là một trong những loại quân dễ đánh, là quân tuyển lý do thì nó là như thế. Chỉ cần có động vật thôi thì Per rất khỏe, rất dễ ép đời. Bốn hiêu đôi voi và một quả phụ. Bắt đầu ép thêm gỗ. Đảo qua mình máy của U97 xem bài của U97 ra sao. Đây rồi. Cũng đã kích đời khá lâu rồi. Bắt đầu đá một vài con hiêu nhỏ lẻ về với cánh rừng chiếc bé đầu. Bóng đá bắt đầu thiết kế BB. Một bài có hiêu lùa về đến từ U97. 26% đến từ Hồng Anh. Người cầm Hitty ở trận thiếu này. Hồng Anh là một trong những game thủ có khả năng đánh cung là rất tốt. Thế là cung 22. Vì cái tư duy bo bế của Hồng Anh là tuyệt vời rồi. Cũng như là những cái thao tác. Hồng Anh chưa lên đời trong khi đó Tài Còi thì cũng đã lên đời rồi. Đảo quay trở lại màn hình máy một lớp một thôi. Xem nó một chém trận đấu này. Hay ra. Cứng như quả trứng. 1A 1L luôn cho nó mát. Và không thèm đóng chợ luôn. Và đây là Hồng Anh. Bắt đầu cầu dân và ăn vàng. Và chọc giò cần phải chú ý. Rồi, một con nó lẻ ra ngoài, thế phải chọc ngay.
Và Hồng Anh chắc chắn cũng biết được cái việc mà mình đang bị chọc giò. Rồi ăn một dân rồi én luôn. Đợi tẹo nữa có cái giáp rồi quay lại sẽ chơi Hồng Anh tiếp. Hồng Anh đang vo vo dân lại. Đấy, vo vo dân lại là chỉ có dinh dinh vẩy e thôi mà. Dinh dinh chọc giò rồi vẩy e thôi. Cũng chẳng có cái lý do gì khác cả. Nhưng đây là một con giò nó gọi là công giáp. Bắt đầu sử dụng một chút tiểu xảo khi mà sinh ra con tê. Khi mà chơi lên đề 3. Bắt đầu đóng nhà điều kiện sao? Đóng nhà điều kiện thì Hồng Anh khó rồi. Đã lên 3 xong và có tê luôn. Không có e để có thể không rồi, chết một dân rồi. Như vậy là sẽ ra được một lạc đà. Vâng, Hồng Anh đang chết rất nhiều dân. Hồng Anh chết cũng 7 đến 8 dân ở tên này. Và có cả ca luôn. Lớp 1 đang chơi một bài gọi là ôm bom thần trưởng rồi. Bài nhà Hồng Anh là nhà trên khu vực 12 giờ. Nhà Hồng Anh là không hề bò bế luôn. Lớp 1 vẫn quyết định có công ca. Có ca cộng ở nhà. Đây rồi, đây là bãi gỗ bò nhỏ. Và bây giờ con tê là nó sẽ phát huy hết. Nó sẽ phát huy được cái hiệu quả của nó. Thậm chí là 2-3 con tê luôn. Trong khi đó thì đã bắt đầu bị trèo cánh một tên bởi tài còi. U97 chỉ cần cân được tài còi trận đấu này thôi thì sẽ rất tươi. Đây rồi, Hồng Anh đang chết quá nhiều dân. Vâng, vào xã chợ không cho Hồng Anh lên bánh xe sao? Đường này là đường cùng rồi. Hồng Anh sẽ không có đường thoát ở đường này. Vâng, và cuối cùng thì tài còi cũng đã đi sai và tham Hồng Anh sau tuần này sẽ fit. Tỷ số là 1-1 ở trong set đầu tiên. Và một trận thi đấu mà khi mà phát hiện được ra Hồng Anh là người không lên được đời thì lớp 1 đã quyết định đánh một bài ôm bom rất tốt. Và chúng ta cùng chơi đến với trận đấu thứ 3, bản lề trong set đấu đầu tiên.